Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của Tuấn Mô Tô nha. Hôm nay Tuấn Mô Tô tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc xe Honda Master 125 nha anh em. Dòng xe Honda Master 125 nha. Xe cực kỳ đẹp luôn, máy là nguyên zin 100% nha. Xe không có độ chế, rất là đầy đủ các chức năng. Nói chung là đầy đủ không thiếu cái gì nha. Máy móc cực kỳ êm luôn. Máy dòng xe này chạy rất là lợi xăng. Máy dòng xe này thì anh em sử dụng quá là đẹp rồi. Nó rất thích hợp cho nhiều lứa tuổi cho anh em luôn. Anh em đi xa đi phượt đồ rất là tốt nha. Máy dòng này thì anh em chạy trên 50 cây số một lít xăng, rất là lợi xăng. Mà máy nó cực kỳ nhạy luôn, hộp số nó cũng dễ bỏ số luôn. 1 2 3 4 5 rất là dễ, hệ thống côn tay rất là nhạy nha. Anh em nào mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 669 659 nha. Giá của nó là 26.500. Anh em nào mua thì liên lạc cho em liền vì xe nó quá là đẹp luôn. Bánh biết vỏ biết máy móc rồi rất là ok, đề rất là nhạy nổ ha. Càng đèn xi nhanh đồ rất là đầy đủ nha. Máy dòng Honda Master này rất là đẹp, kiểu dáng cũng rất là đẹp luôn. Lớn lớn tuổi sử dụng rất là đẹp nha. Ngồi chạy nó rất là thoải mái luôn, bi đông nó cao, tư thế ngồi chạy rất là thoải mái cho anh em. Anh em nào mua thì liên lạc cho em tới số điện thoại là 0369 nha, 669 659 hoặc tới địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha, thành phố Hồ Chí Minh. Xe này thì em thấy quá hoàn hảo, quá và đẹp luôn. Anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc liền. Xe này hiện tại mới về bên cửa hàng Tuấn Mô Tô nha, nên là mua thì nhanh tay. Bô đồ nổ rất là êm nha, kiểu dáng rất là đẹp luôn, đầy đủ luôn, không thiếu cái gì. Cản chống đổ rất là đẹp mới. Bánh trước anh em nhìn thấy rất là sạch sẽ, rất là đẹp luôn. Những xe bên Tuấn Mô Tô mua về là bên Tuấn Mô Tô rửa ráy rất là sạch sẽ nè, canh chỉnh rất là kỹ càng nha. Khách mua về chỉ việc sử dụng thôi, khách không cần làm cái gì hết. Nó rất là ok. Kính hậu viên đồ là rất là sáng, rất là đẹp. Nó trong đổ luôn cho anh em luôn. Bi đông tư thế ngồi đó rất là thoải mái nha, cũng giống như người ngồi sau, cũng rất là dễ luôn. Bi ra cái cản phía sau này anh em thích thì về mua thêm cái thùng gắn vô, rất là đẹp, gắn cái thùng rất là dễ nha. Vì cái cản kiểu này anh em mua về chỉ có mua cái thùng về là gắn vô thôi. Nó có cái bắt kẹp chứ này, anh em gắn vô cái thùng vô nhìn rất là đẹp luôn, rất là sang trọng. Hầu như vỏ trước vỏ sau nhôm thanh đĩa em thấy rất là ok luôn. Nước sơn nước đồ cũng rất là đẹp nha. Để xí nữa em sẽ tắt tiếng máy nổ cho anh em ngay luôn, cho anh em máy. Xe quá hoàn hảo, quá hoàn chỉnh. Hộp số của nó thì cũng rất là dễ sử dụng đó, hầu như là anh đang bật quá. Đây là số màu này, còn anh em đi số màu của nó hiện đây. Em sẽ xem số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 rất là dễ nha. Là về màu rất là khỏe luôn. Còn hệ thống đây là mở đèn, đây là nút tắt máy, nếu như còn được thì ok. Mở đèn, còn đây là nút nút đề nha, anh em đề máy. Còn hiện tại bên này có nút nè, đây là nút kèm, đây là xi nhan, xi nhan, đây là xi nhan của nó. Còn đây là nút cốt pha, còn đây là nút nút này là nút nút pha này. Nút pha là nút này, nút này là nút pha. Rất là sáng, rất là đầy đủ nha. Nổ máy rất là êm luôn, đồng hồ con đồ mết, công tua máy, đồng hồ tua đồ đây rất là đầy đủ. Anh em, xe này làm thấy quá hoàn hảo nha. À, xe này còn cái là bóp côn mới đề được nha, còn ring luôn. Đây là đồng hồ tua máy này. Máy nổ hầu như em đứng bên là chưa nghe, không nghe tiếng. Rất là êm, máy đang nổ nha. Em chỉnh nhỏ lại thì chỉnh nhỏ, mà em thấy cỡ đó là vừa rồi. Máy nổ này. Máy nổ rất là êm, rất là chắc chắn. Máy móc là nguyên zin nha, chưa mở đầu chưa làm gì nha, máy zin nha.
hôm nay thì đèn nó sáng bằng điện đường bình nên nó rất là sáng đó, rất là sáng. Quốc pha rồi đầy đủ, xuyên mờ rồi đầy đủ nha, đó là quốc pha, còn đây là xuyên mờ này đó, đầy đủ. Nút này còn được luôn nè, nút này là nút tắt máy phụ, nút này là nút tắt máy phụ nha, bị sự cố gì thì nên tắt lúc này, còn không thì để im hay không cần thiết. Nhông trên đĩa còn có mới luôn, rất là đẹp. Anh em nào cũng thấy yêu mến Tuấn Mô Tô, kênh Tuấn Mô Tô thì anh em bấm đăng ký kênh nha. Chia sẻ nha, chia sẻ lên Facebook. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video bên Tuấn Mô Tô hơn. Còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì bấm like hoặc chia sẻ giùm em để theo dõi video hàng ngày bên Tuấn Mô Tô, hầu như là ngày nào cũng đưa video cho anh em xem. Quá đẹp, rất là sạch sẽ nha. Máy móc là nguyên zin nha, nguyên zin 100% nha, nên bao anh em luôn. Nè, lắp máy này không có một tí nhớt luôn. Quay rất là kỹ cho anh em xem nha. Nhiều chiếc xe thế này, cái này là chả nhớt cái đồ đúng không? Này rất là sạch sẽ nè. Không bao giờ có một tí nhớt luôn. Đây là nút mở nhớt, thay nhớt nha. Có hai nút, đây là cái lọc nhớt cái này, không mở. Không mở là con ốc thế này để thay nhớt. Rất là sạch sẽ nha. Và đây là số máy của nó nè. Rất là sạch sẽ. Anh em liên hệ cho đúng Tuấn Mô Tô nha, vì nhiều em thấy nhiều thành phần là lợi dụng bên Tuấn Mô Tô bán xe uy tín nên lấy danh hiệu của Tuấn Mô Tô nha. Đó, anh em để ý, nhiều lúc anh em cứ gọi điện cho những người khác mua mấy cửa hàng khác, người cứ nghĩ đó là của Tuấn Mô Tô nên thành ra mấy chiếc xe không có được đẹp, không có được cây máy nha. Liên hệ cho đúng em nha, số điện thoại là 0369 669 659 nha, để được tư vấn. Còn mấy dòng xe này sửa chữa rất là dễ, hầu như phụ tùng thay thế rất là dễ nha, anh em mua gì cũng có hết, đèn xi nhan đồng hồ rồi tất cả các thứ giỏ giết rồi, rất là đơn giản. Cái nhiều anh em mua về là sợ không có phụ tùng thay thế rồi này kia nha, phụ tùng thay thế rất là dễ. Anh em nào cứ mua cứ cần gì cứ liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 669 659, em sẽ tư vấn cho anh em xem cho anh em mua, phụ tùng rất là dễ. Quá đẹp luôn, quá xuất sắc. Giá chỉ có 26.500 thôi, Honda Master 125. Dòng xe này thì nói chung lứa tuổi nào đi cũng rất là ok, rất là đẹp. Mà cực kỳ lợi xăng nữa, mấy dòng này thì quá siêu bền luôn rồi. Đây. Quá sạch sẽ. Quá ok. Giới thiệu anh em luôn, dòng này là có giò đạp nè. Dòng có giò đạp luôn. Cái giò đạp là nó mát tiền hơn á, dòng có giò đạp nè. Nãy giờ quên để ý, dòng này có giò đạp luôn nè. Đây. Cản của nó còn riêng theo luôn, rất là đẹp. Nhanh tay liên lạc nha, mấy dòng xe này rất là hiếm nha. Không có nhiều đâu để anh em lựa chọn đâu nha. Yên bọn đồ quá đẹp luôn, quá xuất sắc.
máy móc cực kỳ êm luôn. Anh em dưới tỉnh mua được thì em có thể em gửi ra hai xe về cho anh em nha, gửi trần xe về cho anh em nha. Nếu như anh em mua thì cứ cho địa chỉ cụ thể em sẽ gửi xe về cho anh em luôn. Yên bọc quá đẹp, nước sơn rồi là nguyên linh nha, rất là nóng luôn. Vì đông này thì anh em ngồi tư thế nó rất là thoải mái, rất là dễ chạy, vì dễ. Hôm bữa có rất nhiều anh em dặn em mua mấy dòng xe này có liên lạc nhưng mà em quên số điện thoại nha. Nên giờ em đưa video lên, anh em nào nhận được tin nhắn thì liên lạc liền nha. Và nhớ một câu nữa là anh em sẽ bấm đăng ký kênh nên em mới nhận được tin nhắn nha. Anh em nào bấm đăng ký kênh là anh em mới nhận được tin nhắn. Nhiều anh em không bấm đăng ký kênh là anh em không có nhận được tin nhắn đâu nha. Nên anh em gọi điện trễ, nó không được ấy. Anh em bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video bên Tuấn Motor hơn. Xe này quá chuẩn luôn, quá đẹp anh em. Không còn gì để tưởng nữa. Quá đẹp, quá xuất sắc. Hầu như chiếc xe em thấy là không, gọi là không thiếu một cái gì, rất hoàn hảo từ đầu tới đuôi luôn. Mấy dòng này thì anh em mua về chạy xăng 95 nha, chạy xăng 95 nha, để cho nó máy nó được giọt hơn. Đừng, anh em đừng có đổ xăng 92 nha, đổ xăng 95. Đổ xăng 95 là anh em chạy nó máy nó ngọt hơn. Còn anh em đổ xăng 92 thì nó máy không có ngọt, vì mấy cái phân khối này nó lớn. Mấy dòng này thì anh em ấy, xăng của nó thì cực kỳ lợi xăng, nói chung trên 50 cây số một lít xăng mấy dòng này. Mấy dòng này thì máy móc nó rất là ổn định nha, nó rất là ấy. Ok. Rồi, em xin chào tạm biệt các anh em nha. Hẹn ngưng video nha. Hẹn anh em video sau.